Xin kính chào các bạn. Có rất nhiều kênh YouTube dạy lập trình tiếng Việt miễn phí, mà trong video phần 1 chưa được nhắc đến. Đó là những kênh nào? Hãy cùng tôi khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé. Nhưng trước hết, hãy bấm ngay vào nút đăng ký để không bỏ lỡ những video hấp dẫn, những kinh nghiệm đầy hữu ích về chủ đề lập trình nào. 10 kênh YouTube dạy lập trình tiếng Việt miễn phí mà bạn không nên bỏ qua phần 2. 1. F8 Official kênh học lập trình cơ bản. Số người đăng ký, không xác định. Ngôn ngữ lập trình chính React.js, HTML, CSS, JavaScript. Chủ nhân của kênh là anh Sơn, giảng siêu chi tiết và dễ hiểu. Đến với kênh dạy lập trình này, các bạn sẽ tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Đối với nhiều người, tuy làm nhiều với JS nhưng đôi khi không hiểu thuật ngữ, đến với kênh sẽ được giải đáp tường tận về các cơ chế đó. 300 bài cốt thiếu nhi cũng chính là xuất phát từ kênh của anh Sơn. Có vẻ như công việc của anh Sơn đang khá bận nên đã 3 tháng chưa có video từ kênh của anh. 2. Lập trình không khó, số người đăng ký, không xác định. Ngôn ngữ lập trình chính, C++. Đây là nơi dạy lập trình các kiến thức khóa học về C++, Java, HTML, CSS, JS. Bên cạnh nội dung ngôn ngữ lập trình, kinh nghiệm và các kỹ năng dành cho các nhà lập trình viên tương lai cũng được đăng tải. Sau khi xem các video của kênh xong, chúng ta cũng phải công nhận là lập trình không khó thật. Ngoài những ưu điểm kể trên thì kênh YouTube lập trình này cũng có một số hạn chế. Phần âm thanh của các video chưa được chất lượng lắm. 3. Thân triệu, 77,9 nghìn người đăng ký, ngôn ngữ lập trình chính, C++, Java, Android, với tần suất ra video đều đặn và hơn 1.434 video, đây là kênh dạy lập trình miễn phí lý tưởng cho anh em công nghệ. Đến với kênh, các bạn sẽ tìm thấy nhiều bài học các thủ thuật kỹ năng hay ho về lập trình từ cơ bản đến nâng cao. Tuy nhiên, tên kênh không có liên quan đến lập trình lắm. Các newbie sẽ khó tiếp cận đến kênh của anh lắm đây. 4. Ông Dev, 27,8 nghìn người đăng ký, nền tảng lập trình chính, không có. Đây là kênh YouTube lập trình chia sẻ những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao trong nghề. Cuộc sống đáng mơ ước của một developer thông qua phong cách thuyết giảng ấn tượng hiện lên muôn hình muôn vẻ trong vlog. Tuy nhiên kênh không đi sâu vào hướng dẫn lập trình, nên phù hợp hơn với những developer đã có kinh nghiệm. 5. Khánh Hùng, đời sống lập trình viên, số người đăng ký, không xác định, nền tảng lập trình chính, không có. Chủ kênh YouTube lập trình là một người rất tâm huyết, những chia sẻ của anh phù hợp hầu như rất nhiều ngành nghề, không chỉ IT, đặc biệt đối với các bạn chưa đi làm. Bỏ ra đôi chút thời gian để xem video của anh, không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian cho những thất bại không đáng có, mà còn có kim chỉ nam để anh em đi tiếp trong ngành lập trình. Do anh là đầu tàu của một công ty công nghệ, nên tần suất video của anh không được ổn định cho lắm. Mong anh nhiều sức khỏe để có thể chia sẻ những bài học bổ ích hơn nữa. 6. Hỏi Dân IT, 5,19 nghìn người đăng ký, ngôn ngữ lập trình chính React. Channel dạy lập trình này sẽ giải đáp, hỗ trợ cũng như chia sẻ các kiến thức khi các bạn cần đến một thằng IT. Với phương châm không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới nhất, kênh mang đến những nội dung mới nhất dành cho mọi người, từ các kỹ năng văn phòng Word, Excel, PowerPoint, cho đến kỹ năng làm đồ họa, chỉnh sửa video, Photoshop, Camtasia, hay thậm chí những vấn đề chuyên sâu của IT. Ngoài những giá trị hữu ích mà kênh mang lại thì nhiều video đang còn khá rườm rà, không tương tác tốt với người xem. 7. CodeExplore, 36,3 nghìn người đăng ký, ngôn ngữ lập trình chính Python. Đây là một platform dạy lập trình, chia sẻ kiến thức về lập trình và trí tuệ nhân tạo AI, dành cho các bạn trẻ Việt Nam. Các video của channel có trình bày đẹp, giọng đọc hay, có cả phần dịch nữa. Nhiều người xem đã vô cùng tiếc khi bây giờ mới biết đến anh. 8. 20EdTech, 30,6 nghìn người đăng ký, ngôn ngữ lập trình chính C#JS. Kênh YouTube lập trình 20EdTech có các tutorial về C++, Python, Java, SQL với bài tập phong phú từ cơ bản đến nâng cao, để các bạn sinh viên có thể nắm được những kiến thức cốt lõi. Nhiều người cảm thấy thán phục vì anh đã dành thời gian của mình để làm một lộ trình miễn phí, chi tiết đến thế. Thật đáng tiếc vì đã mấy tháng nay không thấy channel ra thêm video mới. 9. Gokishop học lập trình online, 7,67 nghìn người đăng ký. Ngôn ngữ lập trình chính, lập trình web, các video dạy lập trình của kênh phải nói là vô cùng chi tiết, dễ hiểu. Không chỉ dạy học, anh còn chữa bài và giải đáp thắc mắc rất cặn kẽ. Điểm trừ lớn nhất của kênh là giọng đọc của anh còn hơi khô khan. 10.
Angular quá nhanh, ngôn ngữ lập trình chính Angular, ở vị trí số 10, đó là channel Angular quá nhanh. Kênh này dạy lập trình miễn phí về Angular, kênh mang đến những bài học bổ ích kinh nghiệm thực tế về Angular. Ngoài các video về dạy lập trình miễn phí, kênh còn có list video ngắn với chủ đề các từ viết tắt trong IT khá thú vị. Vừa rồi là 10 kênh YouTube dạy lập trình tiếng Việt miễn phí. Phần 2, bạn thích kênh dạy lập trình miễn phí nào nhất? Của ông Dev Thân Triệu, Angular quá nhanh hay một kênh nào khác? Hãy để lại bình luận cho mọi người cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.